Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Đại hội Đảng 13 và cuộc đua tam mã vào ghế Tổng Bí Thư David Hurt, nhà quan sát chính trị Việt Nam đưa ra một số nhận định trong bài viết đăng trên tạp chí tờ Diplomat ra ngày 14 tháng 9 năm 2020 Bài viết nói về đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và được lên lịch sẽ diễn ra vào trung tuần tháng riêng là điều gần như là không thể trì hoãn bất kể đại dịch về đất Vũ Hán có thể diễn biến như thế nào. Ủy ban Trung ương Đảng mới gồm 180 ủy viên sẽ được 1.600 đại biểu toàn quốc bỏ phiếu bầu chọn và các cơ quan chính trị quan trọng nhất sẽ có thay đổi nhân sự. Tác giả mô tả về những đồn đoán hợp nhất vai trò Chủ tịch nước và Tổng bí thư điều này đã từng xảy ra mà khi ông tổng bí thư nguyễn phú trọng được bầu giữ chức chủ tịch nước sau khi ông nguyễn ông chủ tịch nước trần đại quang đột ngột qua đời vì một căn bệnh lạ một số nhà quan sát cho rằng thì việc hợp nhất hai ghế vào lúc đó trước hết là một động thái của trọng nhằm giữ quyền lực tối đa những người khác cho rằng đây là việc làm tiện lợi xảy ra vào lúc giữa nhiệm kỳ khi mà xáo trộn sẽ gây ra bất ổn trong bộ chính trị vốn đã mất đoàn kết từ trước đến nay nhưng việc sáp nhập hai chức vụ có ý nghĩa rất nhất định đối với lợi ích lâu dài của Hà Nội. Rõ ràng là Việt Nam đang điều chỉnh lại chính sách đối ngoại của mình chặt chẽ hơn đối với các nước phương Tây và các nước dân chủ. Và Hà Nội đã cải thiện đáng kể quan hệ với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc trong thập kỷ qua và đã phê chuẩn một hiệp định thương mại tự do quan trọng với Liên minh châu Âu trong năm 2020 này. Tuy nhiên thì vấn đề là các chính phủ dân chủ không chắc chắn về cách tiếp xúc với người đứng đầu của đảng cộng sản việt nam nhân vật quyền lực nhất nước cộng sản việt nam nhưng so với các nước dân chủ thì một đảng trưởng không đáng để được tiếp đón một cách giống như một nguyên thủ quốc gia đó là theo nhận định của david hớt về mặt ngoại giao chặt chẽ theo tác giả thì người đứng đầu đảng không đại diện cho nhà nước hay chính phủ. Vì vậy mà việc các chính phủ phương Tây chào đón người đứng đầu đảng cộng sản trong chuyến thăm cấp nhà nước sẽ thể hiện sự chấp nhận ngầm với hệ thống độc đảng toàn trị của Việt Nam. Một tình huống mà chính phủ Hoa Kỳ phải đối mặt khi mông trọng đến thăm Washington vào năm 2015, chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của một ông tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng để lãnh đạo đảng cũng nắm ghế chủ tịch nước giải quyết vấn đề này, tương tự như Lào và Trung Quốc đã làm cách đây nhiều năm, tức là tạo điều kiện dễ dàng hơn cho công tác kiểm soát chính sách đối ngoại và đối nội và cũng giống như chính phủ của các nước phương Tây, tác giả giải thích. Tác giả đưa ra nhận định về cơ hội của từng ứng viên như sau: Trần Quốc Vượng cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng và là thường trực ban bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là người dẫn đầu nếu như ông Trọng thôi chức sau hai nhiệm kỳ trong những tháng tới. Thế nhưng thủ tướng đương nhiệm đó là ông Vờ Nguyễn Xuân Phúc được nhiều nhà quan sát cho là ứng viên sáng giá để có thể giật mất chiếc ghế tổng bí thư của Trần Quốc Vượng. Ông Phúc đã cải thiện đáng kể năng lực của mình ở Việt Nam trong 4 năm qua và đã giành được nhiều lời khen vì đã xử lý được đại dịch virus Vũ Hán. Trong đó Việt Nam đã không ghi nhận trường hợp tử vong nào cho đến cuối tháng 7 năm 2020. Một ứng cử viên khác cho ghế tổng bí thư đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ chính trị lớn trong lịch sử gần đây của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ tịch quốc hội từ năm 2016 bà Nguyễn Thị Kim Ngân nằm trong cái gọi là tứ trụ mặc dù ghế này thường được coi là ít quyền lực và có ý nghĩa nhất trong bốn chức vụ. Mặc dù thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân được cho là đang tham gia vào cuộc đua nhưng có ý kiến là cho rằng đảng chưa sẵn sàng cho một nữ tổng bí thư. Thật vậy, vấn đề này Việt Nam tụt hậu 6 năm so với cái nước láng giềng đó là Lào, nơi mà bà Penny Zathol đã được bổ nhiệm làm chủ tịch quốc hội Lào vào năm 2010 trở thành người phụ nữ đầu tiên đạt được một vị trí quyền lực ở viên trăn. Tuy nhiên thì không nên xóa bỏ khả năng của đảng sẽ có lãnh đạo là nữ. Về mặt kỹ thuật thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân đứng thứ hai trong bộ chính trị chỉ sau ông Nguyễn Phú Trọng và bà là một trong số ít thành viên đã ngồi trong cơ quan chính phủ cho bù này trong hai nhiệm kỳ. Nói chung là điều kiện tiền quyết cho ghế lãnh đạo của đảng. Tác giả lập luận rằng chính ông Trọng cũng từng là Chủ tịch Quốc hội trước khi ngồi vào ghế Tổng Bí thư vào năm 2011, tức là đã có tiền lệ cho con đường thẳng tiến này. Tuy nhiên thì ông đã viết hết mô tả có điều gì đó có thể có lợi cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nhưng cũng có thể là không, bởi vì bà ấy hơi thiếu điều ông gọi là hấp lực chính trị. Không rõ là bà Ngân ngồi ở đâu trong cỗ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam và bà có phải là một nhà kỹ trị như ông Nguyễn Xuân Phúc với mục tiêu là nâng cao năng lực của chính phủ hay bà thuộc phe nặng về tư tưởng như ông Nguyễn Phú Trọng vốn bị ám ảnh bởi việc tái khẳng định giá trị đạo đức và nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Liệu bà có phải là một người theo chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc thiết lập người muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với Washington để bảo vệ lợi ích lãnh thổ của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Biển Đông khỏi âm mưu bành trướng của Trung Cộng hay là bà ngả về phe thực dụng trong cuộc tranh luận khi muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc đi dây với các nước siêu cường. Nhưng vì bà không được coi là ngạ về phe nào trong bối cảnh đảng có khuynh hướng khác nhau, nên bà có thể sẽ trở thành một ứng viên lý tưởng nếu như người ta coi cân bằng lợi ích là cách tốt nhất. Tác giả viết, ông đã viết hết cho rằng ở tuổi 66 bà Nguyễn Thị Ngân có thể tiếp tục mặc dù quá tuổi nghỉ hưu dự kiến là 65 vì đã có những thay đổi về quy định hạn chế theo uh, chế độ, theo đó thì không áp dụng cho chức vụ Tổng Bí Thư trong nhiệm kỳ tới. Điều đó có nghĩa là ông Phúc và bà Ngân cùng 66 tuổi và ông Trần Quốc Vượng 67 tuổi Cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng đều đủ điều kiện để có thể thay thế ông Trọng ngồi vào chiếc ghế tổng bí thư. Tuy nhiên thì có những gợi ý rằng giới hạn độ tuổi cũng có thể được dỡ bỏ đối với các chức vụ khác. Có vẻ như khó có thể xảy ra, nhưng ông Phúc và bà Ngân có thể được phép tiếp tục ở chức vụ hiện tại vì họ mới chỉ nắm một nhiệm kỳ và nằm trong bộ chính trị. Và nếu gạt bỏ các quy định hẳn thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân khó có khả năng có thể giữ được chiếc, uh, nắm được chức ghế chủ tịch nước. Tuy nhiên thì theo tác giả hầu hết các nhà quan uh, sát và phân tích đều cho là điều đó khó có thể xảy ra vì bà Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn xếp hàng sau của ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng. Vấn đề không hẳn là ở chỗ bà là nữ, mặc dù đối với một số người thì đó là một vấn đề, mà là vì bà thiếu kinh nghiệm hành chính và chính sách đối ngoại của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng như sự hậu thuẫn của người thầy đầy quyền uy dành cho ông Trần Quốc Vượng. Việc mà bà là người miền Nam và chức vụ tổng bí thư hầu như là luôn thuộc về người miền Bắc cũng như là người miền Trung như ông Vượng và cũng là điểm bất lợi cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Còn ông Phúc thì là người miền Trung, ít gây tranh cãi hơn, dự đoán riêng của tôi là và đó chỉ là điều phỏng đoán theo những thông tin logic là ông vượng sẽ ngồi ghế lãnh đạo đảng nếu hệ thống tứ trụ tái diễn nhưng ông phúc sẽ được chấp nhận nếu có sự hợp nhất vĩnh viễn giữa người đứng đầu đảng và nhà nước một phần bởi vì ông có nhiều kinh nghiệm hơn ông trần quốc vượng trên chính trường trong nước cũng như trên thế giới và tuy nhiên thì bà ngân có khả năng chen vào nếu như ông phúc và ông vượng bị coi là quá chia rẽ trong đảng cộng sản nếu bà ngân không nhận được chức tổng bí thư tác giả cho rằng bà sẽ được dự kiến sẽ rời bộ chính trị trở về làm người tử tế giống như bà X Nguyễn Tân Dũng ở thềm đại hội lần trước và thật ra thì trong số 3 ứng cử viên chính thì hai người không được chọn là khả năng là sẽ phải về hưu và nếu như bà Ngân đi tiếp thì câu hỏi được đặt ra là ai sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch quốc hội một số chuyên gia cho rằng Bà sẽ được thay thế bởi một phụ nữ khác để thực hiện cam kết rõ ràng của Đảng Cộng sản Việt Nam về sự bình đẳng hơn. Theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ viện nghiên cứu ISIES đã viết vào tháng 5 năm 2020 rằng người kế nhiệm của bà có thể là bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương hoặc ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương. Ông Hiệp nói thêm rằng nếu như Đảng muốn duy trì một đại diện nữ ở vị trí tứ trụ, bà Mai sẽ nắm ghế này và nếu kinh nghiệm được đặt trên giới tính thì ông Chính có cơ hội tốt hơn tác giả này trích dẫn và đánh giá của ông Zachary Abuja hồi tháng 6 nhà quan sát lâu năm về Việt Nam thì tiến sĩ Zachary Abuja nói với phóng viên của BBC rằng tôi không nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục làm nữa vì ông vừa rồi có thời gian ốm và lại một lần nữa đã miễn tuổi ông Zachary Abuja nhận xét Do Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải mới đây bị cảnh cáo nên có lẽ ông Hải sẽ khó có thể có tái được phép tái cử và ngoài ra thì bộ chính trị hiện có 7 người đang ở độ tuổi 66 tuổi à, tới 76 tuổi và có lẽ là đa số nhóm này sẽ phải nghỉ hưu. Như thế thì ông Zachary Abuza dự đoán là bộ chính trị khóa tới 13 tới có thể chỉ còn khoảng 7 người ở lại và mở đường cho những gương mặt mới. Nhưng số người bầu vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ nhiều hơn số thành viên cũ. Vì vậy, rất có thể một hoặc nhiều hơn nữa trong số thành viên của Bộ Chính trị quá 65 tuổi sẽ được cho ở lại và trong đó thì có ông Trần Quốc Vượng hiện 67 tuổi, ông Abuja nhận định. Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Đức Trung là cán bộ cấp cao bị đình chỉ điều tra về tham nhũng. Dân trí Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung À, Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến là những cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được tạm đình chỉ kịp thời để điều tra và đây là thông tin thể hiện trong báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong phiên họp sáng ngày 14 tháng 9 năm 2020. Báo cáo của Chính phủ cho biết là trong kỳ báo cáo cục phòng chống tham nhũng cục 4. Thanh tra chính phủ đã tiến hành một số cuộc thanh tra nhằm phát hiện xử lý hành vi tham nhũng, nhất là các vụ việc nghiêm trọng phức tạp được Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, Chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ giao, như thanh tra dự án Đạm Hà Bắc, thanh tra việc sử dụng đất đai ở huyện Hoài Đức, thanh tra trường đại học ngoại thương. Bộ Geschäft điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn Lậu C03 đã thụ lý điều tra 12 vụ, 58 bị can, trong đó khởi tố 6 vụ, 11 bị can. Có 6 bị can thuộc hai vụ án gồm AVG 5 bị can, vụ lương thực trà Vinh 1 bị can. Án cũ chuyển sang 6 vụ, 47 bị can. Tài sản thiệt hại 7.368 tỷ Việt Nam đồng và tài sản thu hồi là 9.500 94 tỷ Việt Nam đồng thì trong đó chuyển trả cho Mobile Phone là 8.774 tỷ Việt Nam đồng. Kê biên phong tỏa cổ phần và tiền 749 tỷ Việt Nam đồng. Nộp vào tài khoản tạm giữ 79 tỷ đồng. Kê biên 15 bất động sản thu hồi AVG 8.846 tỷ Việt Nam đồng. vụ yên khánh là 744 tỷ Việt Nam đồng. Kết luận điều tra 4 vụ, 37 bị can đình chỉ điều tra 1 vụ chuyển đơn vị khác hai vụ và hai bị can, hiện đang điều tra 5 vụ, 19 bị can. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu tiếp tục phối hợp với vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án tham nhũng chức vụ, vụ 5. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ điều tra truy tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xử lý giải quyết những vụ tham nhũng đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết khẩn trương kịp thời nhiều vụ án nghiêm trọng phức tạp được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Nhân sự chủ chốt phục vụ cho đại hội đảng kê khai tài sản một cách nghiêm túc. Kết quả thực hiện được biện pháp phòng ngừa tham nhũng chính phủ báo cáo các cơ quan đã công khai kết quả thanh kiểm tra, kiểm toán. Tại 5.528 cơ quan tổ chức phát hiện 88 đơn vị vi phạm tăng gần 40% so với năm 2019 và việc thực hiện định mức tiêu chuẩn chế độ như định mức sử dụng xe ô tô khen thưởng lễ Tết cơ quan đã tiến hành 2.944 cuộc kiểm tra và phát hiện có 335 vụ việc và 467 người vi phạm tăng 37,7% số vụ và 74,7% số người vi phạm so với năm 2019 đã xử lý kỷ luật 56 người, xử lý hình sự 64 người, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 43 tỷ đồng đã được thu hồi và bồi thường gần 23 tỷ Việt Nam đồng. Trong năm 2020 thì việc nộp lại quà tặng cho chính phủ, Thủ tướng quán triệt chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán có 3 trường hợp nộp lại quà tặng. Cùng kỳ năm trước thì không có trường hợp nộp lại và trị giá là 31,8 triệu Việt Nam đồng. Biện pháp luân chuyển cán bộ các cấp các ngành đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng với hơn 26.700 lượt cán bộ tăng 34% so với năm trước. Kết quả kiểm tra kiểm soát tài sản thu nhập Thanh tra chính phủ cho biết thì việc kê khai tài sản thu nhập theo luật phòng chống tham nhũng năm 2018 chưa được thực hiện được vì nghị định hướng dẫn thực hiện chưa được ban hành và tuy nhiên thì việc kê khai tài sản thu nhập liên quan đến nhân sự chủ chốt phục vụ cho đại hội đảng bộ các cấp đã được tiến hành nghiêm túc theo đúng chỉ thị số 35 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng. Đánh giá về chế độ trách nhiệm phòng chống tham nhũng của người đứng đầu, báo cáo chính phủ nêu nhận định đây là nhiệm vụ thường xuyên được tập trung chỉ đạo. Cơ quan đã kịp thời áp dụng biện pháp đình chỉ công tác tạm thời chuyển sang vị trí khác đối với những trường hợp cần phải đình chỉ và điều chỉnh theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định 59 năm 2019 của Chính phủ. Nhiều trường hợp các cán bộ đã được tạm đình chỉ kịp thời để phục vụ cho việc điều tra và phục vụ án. Trong đó thì có cả cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và dẫn chứng được nêu là ở trường hợp chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần vĩnh tuyến trong kỳ báo thì chính phủ cũng nêu con số thống kê là 81 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng đã xử lý kỷ luật 62 người à, tiêu biểu như bộ xây dựng 4 người và bộ tài chính 1 người tỉnh an giang 6 người thái nguyên 5 người và số lượng như vậy thì tăng 66,1% so với năm 2019. Trong số đó có 12 người bị xử lý kỷ luật khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam dính tham nhũng. Nhiều trường hợp cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý đã bị xử lý hình sự do tham nhũng. Nổi bật đó là ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch ở Sài Gòn và hàng loạt các tướng lĩnh quân đội. Theo phúc trình phòng chống tham nhũng năm 2020 của Nhà công quyền Cộng sản Việt Nam do ông Lê Minh Khái, Tổng thanh tra Chính phủ Cộng sản Việt Nam công bố tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cộng sản Việt Nam vào sáng 14 tháng 9 năm 2020. Và như vậy thì theo báo người lao động cho biết cụ thể thì theo đó đã xử lý kỷ luật rất nhiều người và bên cạnh đó thì lực lượng thanh tra đã quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 89,915 tổ chức cá nhân với số tiền là 6.423 tỷ Việt Nam đồng tương đương với 277,17 triệu đô la Mỹ chuyển cho cơ quan điều tra xử lý hình sự 124 vụ và 118 cán bộ. Trong báo cáo năm nay thì thanh tra chính phủ Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên đã cập nhật nội dung áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí khác. Như vậy và nhiều trường hợp các cán bộ đã được tạm đình chỉ kịp thời để phục vụ việc điều tra các vụ án và trong đó thì có cả cán bộ thuộc diện bộ chính trị, ban bí thư quản lý như Nguyễn Đức Trung, chủ tịch Hà Nội, Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch ở Sài Gòn, Văn Hữu Chiến, phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Báo Dinh dẫn phúc trình cho hay. À, cụ thể thì tỉnh dẫn đầu danh sách có số cán bộ bị kỷ luật đó là tỉnh Bình Thuận với 23 người, An Giang 6 người, Thái Nguyên 5 người. Các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên, Tiền Giang mỗi nơi 3 người, Ở Kiên Giang, Cao Bằng, Sơn La mỗi nơi 2 người, Thái Bình, Gia Lai, Đồng Tháp mỗi nơi 1 người. Và ngoài ra thì Bộ Xây dựng 4 người, Bộ Tài chính đều có cán bộ bị kỷ luật. Liên quan đến hoạt động tố tụng thì ông Lê Minh Khái cho biết là cơ quan điều tra thuộc lực lượng công an đã thụ lý 508 vụ án, 1, 186 bị can phạm tội về tội tham nhũng và 231 vụ 650 bị can bị đề nghị truy tố, tạm đình chỉ điều tra 29 vụ, 55 bị can và điều chỉnh điều tra 8 vụ và 2 bị can. Tại bộ quốc phòng thì kết quả điều tra và xử lý tham nhũng cho thấy là có vụ tham nhũng đã được điều tra xử lý với số tiền thiệt hại khoảng 30 tỷ Việt Nam đồng à, tương đương với 1,29 triệu đô la Mỹ đã khởi tố điều tra 4 vụ 4 bị can, chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 3 vụ 3 bị can. Vụ còn lại đang trong giai đoạn điều tra. Điểm mới trong phúc trình năm nay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là còn đề cập đến nội dung kiểm soát xung đột lợi ích nhóm. Tổng thanh tra Chính phủ Cộng sản Việt Nam nhận định về các tình huống xung đột lợi ích là một thực tế luôn tồn tại trong hoạt động của các cơ quan tổ chức đơn vị và tiềm ẩn hành vi tham nhũng, Thanh tra chính phủ cho biết là có hai người bị tạm đình chỉ và một người bị đình chỉ công tác được giao cho do là có xung đột lợi ích. Cùng ngày thì báo Dinh dẫn lời từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết là kỳ họp 48 diễn ra cuối tuần trước đã kỷ luật 3 thiếu tướng, 6 đại tá vì sai phạm trong mua sắm tài sản, thực hiện dự án đầu tư và quản lý sử dụng đất đai trong quân đội. Cụ thể thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, Nguyên tư lệnh Binh đoàn 15 bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15 nhiệm kỳ 2010-2015. Thiếu tướng Đặng Anh Dũng, Nguyên tư lệnh Binh đoàn 15, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọ, Nguyên chính ủy Binh đoàn 15 và Đại tá Hà Sơn Hải, Nguyên chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu cùng nhận kỷ luật cảnh cáo ngoài ra thì đại tá đường công luận nguyên phó tư lệnh bình đoàn 15 đại tá trần hoàng hùng nguyên giám đốc công ty 75 đại tá đỗ vinh quốc nguyên phó giám đốc công ty bình dương bình đoàn 15 đại tá phạm hồng nam nguyên chính ủy xí nghiệp liên hiệp sông thu và đại tá nguyễn xuân tình nguyên trợ lý phòng quản lý dự án đầu tư bộ tham mưu tổng cục công nghiệp quốc phòng bị kỷ luật khiển trách cũng tại kỳ họp này thì ủy ban kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu tỉnh Trà Vinh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh và ông Lê Văn Việt nguyên giám đốc công an tỉnh Trà Vinh trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc và công tác cán bộ. Thưa quý vị và các bạn. Chân dung của tân chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thay thế cho ông Trần Ngọc Căng đã bị kỷ luật. Sau 4 ngày nhậm chức thì Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi ông Đặng Văn Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh này. Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 20, kỳ họp chuyên đề để thông qua nhiều nội dung quan trọng với sự tham gia của 46 trên 52 đại biểu. Đặc biệt tại kỳ họp này thì các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì theo đó 45 trên 46 phiếu bầu đạt tỷ lệ 97,8%. Ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi được bầu giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ở Đảng Cộng sản Việt Nam thì ở khắp các địa phương thì có một điều rất là oái oăm là khi ra ứng cử thì chỉ có một người duy nhất thì bầu kiểu gì, người đó cũng trúng. Cho nên thay bằng 45 trên 46 người bầu hay là một trên 46 người bầu thì người đó vẫn cứ chúng mà thôi. À trước đó thì ngày 7 tháng 9 văn phòng Trung ương Đảng có văn có công văn thông báo ý kiến của ban bí thư về việc đồng ý giới thiệu ông Đặng Văn Minh để bầu giữ chức vụ phó bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020, chủ tịch ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021. Và ngày 11 tháng 9 thì tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức đề nghị công tác cán bộ bỏ phiếu bầu chức danh phó bí thư tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Ông Đặng Văn Minh được bầu giữ chức phó bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020. Mặc dù là với tỷ lệ phiếu bầu 100% nhưng chỉ có một ứng viên duy nhất thì cho dù chỉ là 1% trên số uh, những đại biểu đến dự thì ông Đặng Văn Minh vẫn được bầu giữ chức phó bí thư tỉnh ủy của Quảng Ngãi. Ông Đặng Văn Minh sinh năm 1966 quê ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, trình độ chuyên môn là cử nhân luật kinh tế cao cấp, lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi thì ông Đặng Văn Minh từng đảm nhận các chức vụ giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Bí thư tỉnh Quảng Ngãi và trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Ngãi. Thưa quý vị và các bạn, À, vì sao thì 60 cán bộ lãnh đạo ở Quảng Ngãi đồng loạt xin nghỉ hưu trước tuổi. Trong số 60 cán bộ xin nghỉ hưu thì trước tuổi có 3 ủy và ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy và một à, tỉnh ủy viên, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. À, ngày 15 tháng 9 thì ông Phạm Tấn Hoàng, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi xác nhận là ông đã nghỉ hưu sớm à, trước 20 tháng kể từ ngày 1 tháng 9, tôi viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân và tạo thuận lợi cho việc kiện toàn công tác cán bộ đại hội đảng bộ của tỉnh Quảng Ngãi sắp tới và để bầu ra những người xứng đáng giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Ông Hoàng chia sẻ: Ngoài trường hợp ông Hoàng thì có ba người khác trong ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng có đơn xin nghỉ trước tuổi và tôi đã có đơn đang chờ quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ngãi và việc có đơn xin nghỉ xuất phát từ nguyện vọng cá nhân để tổ chức thuận lợi cho việc sắp xếp bố trí cán bộ một cán bộ có đơn xin nghỉ trong ban thường vụ chia sẻ. Đó là lời của những ông chia sẻ thôi nhưng mà thực ra thì các ông cũng đã bàn bạc và chia trách với nhau rồi. Cho nên các ông viết đơn chẳng qua chỉ là một cái thủ tục để cho các ông nghỉ cho hợp với lý lẽ để cho kẻ khác lên thay quyền của các ông. Và trước khi ông các ông ra về nghỉ hưu thì um, cũng sẽ có những phong bì dày cộp để cho các ông trở về làm người tử tế. Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi cho biết là đến thời điểm này có 60 cán bộ lãnh đạo từ các cấp xã đến tỉnh xin nghỉ hưu trước tuổi do không đủ tuổi tái cử. Nhiều cán bộ lãnh đạo cấp xã, huyện, thành phố của Quảng Ngãi đã nghỉ hưu trước tuổi bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Ông Dụng nói và theo ông Dụng thì đây là những cán bộ xin nghỉ hưu sớm theo nghị định 26 quy định à, chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng và Nhà nước, tổ chức chính trị và xã hội. Cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi là đáng hoan nghênh, qua đó thì sẽ tạo điều kiện cho lớp cán bộ kế cận phát huy được năng lực và tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ông Dũng chia sẻ. Theo nghị định 26 thì các cán bộ thuộc diện không đủ điều kiện tái cử có thể lựa chọn một trong ba chính sách hiện hành. Thứ nhất là nếu như lãnh đạo có nguyện vọng thì được nghỉ hưu trước tuổi, thứ hai là cán bộ lãnh đạo có thể chờ nghỉ hưu và thứ ba là nếu như cán bộ lãnh đạo có nguyện vọng tiếp tục công tác thì tổ chức sẽ bố trí công việc phù hợp. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. À, hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.